Bệnh, <laughs> bệnh nhân là, là chị Vanessa Tanasio, 41 tuổi, được đưa đến bệnh viện sau một cơn đau tim nặng. Một trong những động mạch chủ tác hoàn toàn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngưng tim, chết lâm sàng trước khi nhập viện. Với sự trợ giúp của một thiết bị công nghệ cao giúp giữ máu luôn chảy về phía não, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Monash ở thành phố Melbourne đã thông các động mạch quan trọng giúp tim và não của bệnh nhân <laughs> hoạt động bình thường trở lại tôi nhớ mình đang ngồi trên ghế bỗng ngã xuống sàn sau đó được đưa đi và mất tích hai ngày tôi đã cận kề cái chết trong vòng một giờ và chỉ một tuần sau đã khỏe mạnh trở lại đó là điều không thể tưởng tượng nổi Chất lâm sàng là thuật ngữ y tế, chỉ trạng thái bệnh nhân đã tắt thở, máu ngừng lưu thông. Được biết, thiết bị cứu sống bà mẹ hai con có tên là Lucas, một hệ thống ép lồng ngực hoạt động tương tự thủ thuật hồi sinh tim phổi CPR, được thiết kế để gây sức ép liên tục với tỷ lệ và độ sâu phù hợp để máu lưu thông. Thiết bị này có giá 10.000 bảng, tương đương hơn 330 triệu đồng.